Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Hiếu, các em đây. Và nhưng theo như ngày hôm nay thì bên mình đó, lại làm một clip về tham quan nhà idol TikTok nha. Và trước khi bắt đầu video thì mình sẽ tặng cho các bạn một thẻ cào, đó là thẻ cào Mobifone em ạ. Thẻ cào Mobifone trị giá 100k cho bạn nào may mắn nhất, nhanh tay nhất của cái video này đó. Đó chính là các mobile phone. Để mình đọc cho các bạn trước nha. 1522 26 94 60 88. Được chưa? Nhắc lại lần cuối này. 1522 26 94 60 88. Đây. Đây là mã thẻ cào Mobifone. Đó, được chưa các bạn? Đấy, Mobifone 1. Đó là Mobifone 100k đấy nha bạn. Đấy. Và để mình bắt đầu vô nhà idol may mắn nhất thôi nào. Mình vô nhà ai đây? Hết hồn chim én. Hết hồn. Đến đâu đây? Ôi, có nhiều. Ồ, có. Ôi. Ôi, các bạn ơi. Ghê thật. Có mấy người mà có cái sao trên này các bạn. Ồ. Carry cam bit. Ui, ghê thật bạn. Oh my god. Nhiều quá các bạn ơi. Của Red Hood nè, rồi của đại thiếu gia này, Squid Game, trời ơi. Ồ, san phá sản này. Thằng Gaming nha. Sẽ vô nhà của Thang Gaming. Thang GM. Ồ, bạn này cũng là một YouTuber nha các bạn. Ôi các bạn ơi, ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, trời ơi. Ôi ôi, nhà YouTuber có khác các bạn. Ôi. Trước khi vô nhà là phải tắm. Ôi, ôi ôi. Được phết các bạn. Xem coi rồi mình biết đi đường nào rồi các bạn, cho mình phát like nhiều nơi quá, mình phát like nhiều nơi quá nên nó hơi lắm một xíu. Hay là mình nên giảm cái xem. OBS mà nó chiếm mặt vậy luôn hả trời? OBS mà nó chiếm rất là nhiều đúng không ạ? Chắc mình dừng phát like quá à? Ôi, chắc mình dừng phát like quá nha các bạn. Và bạn thấy video này hay, bạn thấy nhận từ để mình kết thúc qua đi. Like đi cho đời nó thân, kết thúc like cho đời thanh thản đi.
Mình nhường phát luôn đi. Ok rồi đó. Nó đỡ lag hơn nữa các bạn. Ok luôn, đúng luôn, đỡ lag luôn. À rồi rồi, đây 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 đây. Ở vậy căn nhà của bạn này thì mình sẽ làm cách gì đây? Đây, đây. Ủa các bạn. Ôi. Thôi để mình lấy cái này đi nha. Chắc này mình phải sao này không vô được ạ? Giờ mình phải tìm mọi cách để đi vô nha. À đây đây. Lại không phải. Yo, vậy mà không đi vô được là sao đây? Ở đây nha, mình sẽ cố gắng tìm được cái nơi mà đi được vô nhà bạn này nha. Bạn này cũng khó vô nhờ. Cầu thang đang sửa chữa hả? Vậy chúng ta sẽ đi đâu ngoài đó bằng cách nào? Sau rồi chúng ta có thể ra đi ngồi các bạn hiểu không? Ta xem cái kia. Đến anh bạn sẽ đi mặt sau cái tổ hả? Cái tổ hình như là cái tổ này nhé bạn. Chính là cái tổ này. Nhưng bạn này có một cái tổ đúng mấy? Ở đây cái tổ này. Vì mình phải đổi nhân vật bạn ơi. Vậy nó cho ra rồi, ok luôn. Trời ơi, xong một hồi thì tôi mới thoát ra được các ông ơi. Ôi ông ơi, tôi thật sự ông ơi, nhà này nhiều bếp thật sự không ạ? Ôi còn đây nhìn. Trên kia nữa các ông ơi. Nhà cỡ này thì thôi chứ. Nó lag quá à? Kiểu gì á? Cái bữa tôi quay thì không lag nha. Cứ đến cái bữa này à. Rồi. Không ơi.
chụp bọn em nào. Này chắc phải đặt tên là căn nhà tù các bạn. Ok không? Đây để mình chụp lại nhá. Đây ok. Xong. Này là căn nhà tù. Và các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục ra nhiều cái sự kiện mới nha. Ok. Và bye bye các tình yêu.